Những người chăn nuôi lợn nếu không biết ba điều này, tôi chắc chắn mất rất nhiều tiền, thậm chí có thể còn gây đến phá sản và còn làm ảnh hưởng cho những người chăn nuôi xung quanh. Chào mừng quý bà con cùng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Thành Trung. Và hôm nay tôi muốn kể với quý bà con một cái câu chuyện thực tế đã xảy ra và đã gây thiệt hại cho bản thân những chủ trang trại đó và một số người xung quanh, gây thiệt hại vô cùng lớn. Đó là do ba cái yếu tố sau đây mà tôi muốn chia sẻ cùng quý bà con cùng các bạn ngay bây giờ. Hầu hết như quý bà con đã biết, trong cái tháng vừa qua do cái biến động về giá cả và có một số quý bà con đã nhanh chóng để tìm được cái nguồn lợn giống để chúng ta tái đàn. Nhưng câu chuyện ở đây là gì ạ? Chúng ta đã phạm phải vấn đề thứ nhất, đó là chúng ta mua con giống không có địa chỉ rõ ràng. Cái việc thứ hai là chúng ta thông qua mạng Internet, chúng ta chỉ việc tìm kiếm ở trên mạng và sau đó tin tưởng vào những người giao bán, sau đó tin tưởng vào những người giao bán con lợn giống trên mạng và không xác minh được rõ ràng về thông tin địa chỉ. Và qua quá trình như vậy, còn một cái yếu tố vô cùng quan trọng mà tôi nói đến, đó là yếu tố thứ ba. Đó là yếu tố thứ ba là chúng ta nảy sinh ra lòng tham, là tham rẻ. Vì một con lợn giống 20-30 kg chỉ có 1 triệu, 1,2 triệu, trong khi đó giá giống ngoài kia, trong khi đó giá giống ở ngoài kia đã là ở cái mức 1,5 triệu và thậm chí là 1,6 triệu, chỉ có 7-10 cân. Như vậy câu chuyện ở đây nó xảy ra với một nhóm người ở trong một cái khu vực, là khi mà thấy cái giá lợn giống như vậy, giá quá hời, sau đó là cũng đi đến cái nơi để bắt lợn giống, nhưng không biết là ở giữa móc nối giữa cái chủ trang trại và cái người kinh doanh mà đưa lên trên Internet, họ đã cấu kết với nhau. Sau khi chủ trại mà qua quá trình xét nghiệm biết được rõ ràng ở trong trang trại của mình đang bị dương tính với dịch tả lợn châu Phi, và họ kêu gọi những thương lái móc nối với nhau và họ tìm cách đăng tải thông tin trên mạng Internet. Và khi quý bà con và các bạn tìm kiếm mua lợn con giống ở trên Internet, trong quá trình đã gặp được những cái con lợn giống như vậy, và do cái giá nó quá hời, do giá quá hời hay là quá rẻ so với cái giá thực tế ở thị trường, mặc dù chúng ta đã biết là tiền nào của đó, nhưng đây nó đánh vào lòng tham của mỗi chúng ta. Chính vì vậy đã có một số quý bà con đã tin tưởng và đặt hàng, sau đó cũng đến tận trại và kiểm tra. Nhưng mà trong cái lúc này, đối với cái đàn lợn giống đó là vẫn ăn uống bình thường, vì trong giai đoạn ủ bệnh nó chưa có cái gì phát ra cả. Như vậy tai nghe mắt nhìn thấy là cái đàn lợn đang ăn tốt, nhưng mà họ quên rằng với cái giá thành như vậy thì làm sao chúng ta mua nổi con giống như vậy. Và tiếp theo nữa, người ta dùng thêm cái thủ thuật. Lần này chúng tôi đã xuất toàn bộ những con lợn cái và chỉ còn nguyên lợn đực, vì vậy chúng tôi có cái giá như vậy để tạo cái niềm tin cho quý bà con. Người ta tìm những cái chiêu trò, để chính vì như vậy là chúng ta tin và sẵn sàng bắt con giống. Thậm chí còn được nói rằng là gì, chúng tôi cam kết bảo hành ít nhất là 1 tuần. Như vậy chúng ta đã đủ cái niềm tin, và khi chúng ta không còn nghi ngờ và quyết định xuống tiền để mua những con lợn đó về. Có những gia đình mua về chưa đầy 3 ngày thì bắt đầu phát sinh ra bệnh. Cũng có hộ gia đình mua về sau 7 ngày thì hết giai đoạn bảo hành, thì lúc đó đồng loạt bệnh đổ ra. Và lúc này không chỉ gây ra cái thiệt hại cho chính bản thân quý bà con, mà còn gây thiệt hại mà chúng ta mang ngay cái mầm bệnh
mà chúng ta mang ngay cái mầm bệnh về gieo rắc vào chuồng nuôi của chúng ta. Hơn thế nữa là chúng ta đã làm cho cái việc phát tán mầm bệnh ở tại khu vực cái môi trường chăn nuôi của chúng ta và ở làng xóm chúng ta. Cái câu chuyện ở đây tôi không tiện nói ra bằng tên của từng người, nhưng đây là thông qua câu chuyện tôi muốn nhắn nhủ quý bà con rằng tiền nào của đó. Cái việc thứ hai, chúng ta xác định mua con lợn giống, chúng ta cần phải đến có địa chỉ rõ ràng và có cái cam kết hay là có cái hợp đồng về cái tính bảo đảm về con giống. Hay nói cách khác, chúng ta cần phải có cái hồ sơ của con giống. Như vậy, tài sản chúng ta bỏ ra một đống tiền mà chúng ta rất thờ ơ cho cái quá trình như vậy. Vì hôm nay tôi cũng rất là mong muốn chia sẻ thông qua cái video này, cũng muốn gửi gắm những người chăn nuôi, đặc biệt là quý bà con, những ai còn tư tưởng mua lợn trên mạng, những ai còn có cái tư tưởng mua lợn không rõ địa chỉ, đặc biệt là tham rẻ, thì chúng ta hãy cẩn thận. Ở đây tôi muốn nói là mua lợn ở trên mạng không có nghĩa là không tốt, nhưng chúng ta cần phải qua các cái bước để xác định, kiểm chứng, kiểm tra cái thông tin của con lợn, mà cũng giống như là cái giá thành có phù hợp với giá trị con lợn chúng ta bỏ ra không. Đừng vì tham rẻ mà phải trả giá. Thậm chí có những quý bà con gom góp được vài trăm triệu hay là đổ bộ vào mua con giống, sau đó chết hết và cái hệ lụy cuối cùng để lại mầm bệnh trong chuồng nuôi. Vậy thông qua video ngày hôm nay, tôi một lần nữa muốn gửi thông điệp đến quý bà con chăn nuôi. Hãy đừng bỏ qua ba cái lý do mà tôi nêu trên. Thứ nhất, đó là mua phải có địa chỉ rõ ràng. Cái thứ hai, nhờ vào công cụ Internet cũng phải xác định cho rõ ràng. Cái thứ ba là đừng tham rẻ nữa, thì chúng ta không bị mắc phải những cái điều trên. Cảm ơn quý bà con của các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu quý bà con có bất kể câu hỏi gì, chúng ta hãy bình luận ở phần dưới của video để tôi có thể chia sẻ, hoặc là biết đâu đó cũng có những người chăn nuôi giống như quý bà con có những kiến thức tốt hơn, kinh nghiệm nhiều hơn, chúng ta cùng chia sẻ và đạt được cái mục tiêu chăn nuôi tốt nhất. Và đừng quên đăng ký vào kênh của tôi và tiếp tục nhận được video mới hơn. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý bà con cùng các bạn.